Sau nhiều tin đồn trong thời gian gần đây, cuối cùng việc Quang Hải gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng chính thức được công bố. Trong ngày hôm nay, tuyển thủ Việt Nam đã có buổi ra mắt đội bóng mới. Sáng nay, Quang Hải đã cùng với người đại diện có mặt trong buổi lễ ra mắt tại câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tiền vệ quê Đông Anh gia nhập đội tân binh của V-League với bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng. Mức lương của cựu ngôi sao câu lạc bộ Po FC ở đội bóng mới được cho là trên 100 triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1997 cũng nhận khoản tiền lót tay là 5 tỷ đồng trên một năm. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Quang Hải cho biết anh rất vui và hạnh phúc khi gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội, xem đây là trang mới trong sự nghiệp. Anh sẽ cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho đội bóng. Ngay trong buổi chiều, Quang Hải đã có buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới. Hiện tại chưa rõ về khả năng Quang Hải có kịp góp mặt trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 12 V-League vào tối mai hay không. Trước khi trở lại V-League, tiền vệ quê Đông Anh đã thanh lý sớm hợp đồng với Po FC, đội bóng mà anh đã có một năm khoác áo nhưng không có nhiều cơ hội ra sân. Trong đợt tập trung vừa qua cùng đội tuyển Việt Nam, Quang Hải đã được đá chính ở cả hai trận đấu với Hồng Kông Trung Quốc và Syria.